diễn biến nóng vụ Xuân Bắc viết status cái tát của mẹ. Ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch có chia sẻ với báo chí, cho hay Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã ban hành quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Theo đó, nghệ sĩ phải tôn trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp xác đáng của công chúng, khán giả để hoàn thiện bản thân, nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật. Người nghệ sĩ cũng cần ứng xử chân thành, đúng mực, thân thiện và xây dựng hình ảnh đẹp của người hoạt động nghệ thuật với công chúng, khán giả. Các cá nhân sử dụng tài khoản mạng xã hội để tương tác, chia sẻ, đăng tải, cung cấp thông tin chính xác, tin cậy, có lợi ích cho xã hội và đất nước, bình luận, nhận xét đúng mực của văn hóa có trách nhiệm về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, trung thực trong phát ngôn, bày tỏ và chia sẻ quan điểm đúng đắn, khách quan. Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho rằng các nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng càng lớn, càng phải thận trọng khi phát ngôn trên truyền thông. Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc là giám đốc của Nhà hát kịch Việt Nam, càng cần phải gương mẫu chấp hành bộ quy tắc này. Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc cần rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ việc lần này. Trong khi đó, nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng cho rằng việc nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc kể chuyện ngụ ngôn thời hiện đại để đá xoáy khán giả, chê táo quân trên trang cá nhân là không nên. Ông cho rằng mọi hành động, thái độ của nghệ sĩ dù ở ngoài đời hay trên mạng xã hội cũng phải có văn hóa, phải ứng xử văn minh. Nghệ sĩ nhân dân Tiến Thọ cũng nêu quan điểm, nếu Xuân Bắc nhận thức được cái sai của mình nên xin lỗi mọi người, không nên gây ra những tranh cãi thị phi không đáng có. Được biết, cho tới đêm ngày 15 tháng 1, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc vẫn im lặng trước mọi chỉ trích dữ dội về bài viết cái tát của mẹ của anh trên fanpage có 2,4 triệu người theo dõi. Bài viết có nội dung một người đàn ông ngoài 50 tuổi bị mẹ cho ăn một cái tát lật mặt vì đã chê bánh chưng mẹ gói. Tuy trong bài viết chỉ là kể một câu chuyện, nhưng lại khiến người đọc bài viết này liên tưởng đến phản ứng sau khi chương trình Táo Quân năm nay bị chê là nhàm, là nhạt.